Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Stream bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm âm ly hiếm, độc và lạ. Con này sẽ đến từ thị trường nội địa của châu Âu, là nước Áo nha anh em. Con này sẽ đến từ thương hiệu là của ITT và tên model là 3200. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là đầu năm thì Nhật về được có vài con thôi nha em ạ. Nhưng mà lúc đó thì Nhật bán rất là lẻ. Và hẳn mãi tận hôm nay là được tháng 4 rồi nha em ạ. Thì Nhật mới tiếp tục về thêm được một con để phục vụ cho tất cả anh em. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà được sản xuất khá cổ anh em ạ. Khoảng năm 70-80. Và con này phải nói là nghe những bản nhạc vàng thập niên 75-80 thì phải nói là cực kỳ là xuất sắc thôi nhưng mà. Và con này thì nó chơi rất là tốt đối với những dòng loa cổ và những dòng loa đến từ thị trường của châu Âu và Nhật Bản nha anh em. Đây mà anh em cùng xem qua về thiết kế của dòng sản phẩm này. Thiết kế dòng sản phẩm này phải nói là rất là đặc biệt anh em ạ. Nó theo với tiêu chuẩn của thị trường của châu Âu khi có một cái xa ngang vẫn là cực kỳ rộng nha mà. Mình cũng đã thấy rất là nhiều những dòng sản phẩm của châu Âu có một cái thiết kế tương tự như con này, ví dụ như là những dòng sản phẩm của Bellmaster của Đan Mạch hoặc là những dòng sản phẩm mà đến từ thị trường Anh Quốc, nó cũng có cái dòng mà có xa ngang rất là rộng vậy nha anh em. Và cái nút chức năng của những dòng sản phẩm này thì nó sẽ in bằng khung chữ của Đan Mạch và những sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em luôn. Đây đầu tiên là hàng trên, chúng ta sẽ thấy đây là nút để điều chỉnh về volume, ba lăng, bass và treble. Còn ở hàng bên dưới thì nó sẽ có rất là nhiều nút chức năng anh em. Được sẽ giới thiệu với anh em những cái nút mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Đầu tiên đây là nút để điều chỉnh là nút nguồn. Còn DB là cổng nếu mà anh em lấy tín hiệu nguồn vào, lấy tín hiệu nhạc đó anh em. Còn bên đây là nút U. U này là nút để cho anh em lấy tín hiệu đà radio cho anh em. Đây, mà anh em cùng xem qua bờ mặt trên là sản phẩm này. Thiết kế dòng sản phẩm này mặt trên thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là ở bên đây là Stereo 3200 Hi-Fi Electronic là tên model của dòng sản phẩm này. Còn bên cạnh là sẽ là đài radio cho anh em. Đây anh em phải điều chỉnh đài radio bằng cách đài đài cho anh em. Và đài radio này thì nó vẫn hoạt động rất là tốt anh em ạ. Rồi mời anh em cùng xem qua về mặt sau của dòng sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta là hai chạm loa nha anh em. Đây bên đây là R, bên đây là R, trải tháng từ 4 cho đến 16 ohm. Đây thì nó sẽ có hai cái jack mà anh em sẽ là một cái đầu chuyên nghiệp nha anh em. Nếu mà anh em mua thì mình sẽ tặng Wilson em hai cái đầu mà chuyển ra dây loa luôn. Anh em mua về chỉ có chơi thôi nhưng mà không cần phải lăn tăn về những cái đầu chuyển này. Còn bên đây là cái cổng mà anh em sẽ kết nối tín hiệu nguồn vào nha anh em. Đây chúng ta sẽ cắm vào cái cổng này nha anh em. Cổng có tín hiệu hai cái đầu tròn này. Còn đây là cái cổng để mà anh em mà muốn chơi đài radio, anh em sẽ nối dây xuống đất thì nó sẽ bắt sóng được nha anh em. Nói chung cái cổng kết nối tín hiệu vào dòng sản phẩm này cảm thấy là cực kỳ dễ mà cho anh em hay điều chỉnh. Và khi anh em mua thì sẽ được một tặng luôn cho anh em những cái đầu chuyển ra dây AV và ra cả dây loa nữa anh em ạ. Anh em không cần phải lăn tăn bình như thế này. Còn về mặt dưới thì sẽ là tem in và thông tin của sản phẩm. Đây con này sẽ đến từ thương hiệu của ITT và tên model là 3200. Con này sẽ xài dòng điện 220V
và công suất là 115W. Con này là hàng chính hãng, made in Austria. Austria là nước Áo anh em, khác với Australia thì nó sẽ là nước Úc anh em à. Con này là hàng mà nó sẽ theo tiêu chuẩn của châu Âu. Đây anh em sẽ nhìn thấy là tiếng Áo nha anh em. Rồi và bây giờ mình sẽ test luôn về chất âm của ITT 3200. Mời anh em. Chung về chất âm của ITT 3200 thì phải nói là hết sức tuyệt vời. Con này thì nó sẽ thiên về âm trap cho anh em. Âm trap của này nghe phải nói là cực kỳ sáng và nó nghe nó rất là da diết. Nghe nhạc vàng thì phải nói hết sức đã tai anh em à. Và con này thì nó được trang bị cho chúng ta sò MOSFET chân vàng nha anh em. Anh em nghe chất âm của nó phải nói là nghe rất là dịu dàng, tha thiết. Và âm mid của nó thì nghe nó là cực kỳ là chi tiết. Bass đập cũng phải nói là rất là phê nhưng mà. Rồi anh em thấy sao về dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.